dặn dò cho dù cuộc đời là bê dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình vẫn mãi không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông dần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi, sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm ê chề. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé anh ơi, đây ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên. Bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông dần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi, sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm ê chề. Ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé anh ơi, đây ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên. Ai cũng có bí quyết để chăm sóc cho làn da yêu quý của mình, để tự tin trước bạn bè khán giả. Bí quyết của Kim Xuân là tin dùng bộ sản phẩm dưỡng da ngày và đêm Cavado, thương hiệu dưỡng da cao cấp của Mỹ dành cho người Việt Nam. Duy nhất chỉ là Cavado. Bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp Cavado có 3 hộp: sữa rửa mặt bọt tuyết, tinh chất hoa hồng, làm sạch lỗ chân lông, tẩy tế bào chết và trắng sáng da, kem dưỡng trắng sáng da ban ngày, dưỡng ẩm, chống nắng, kem dưỡng trắng sáng da ban đêm, tái tạo da, chống nhăn cho làn da mịn màng tươi sáng. Bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp Cavado, sự kết hợp hoàn hảo mang lại hiệu quả sau 7 ngày sử dụng.